của một chú Doraemon màu xanh mà rất là phúng phính luôn, núng nính. Còn đây là một đèn lồng chú cá, ui ui nó rất đẹp đúng không? Còn ở đây thì có một chiếc đèn ông sao nè, đèn ông sao này có rất nhiều màu. Còn ở dưới đèn ông sao là một chú Doraemon màu vàng. Còn ở bên này là một bộ cánh thiên thần, có cả sược nè, que phép thuật nè, cánh nè và váy nữa. Các bạn mua hộ mình đi. Và một chú Doraemon nữa màu xanh ở kia. Và đồ ăn mình có rất nhiều loại luôn, có rất nhiều thành rau câu nhá. Còn đây là cái gì? À đây là một cái kem, nhưng mà nó không có kem, nó chỉ có quế thôi. Ở bên trong là sô-cô-la đấy. Đây có sô-cô-la quế này nhá, có rất nhiều thạch rau câu, có rất nhiều loại luôn. Còn ở bên này là xe và bóng bay. Bóng bay mình cũng có bóng bay. Bóng bay là đồ chơi nè. Bóng bay rất là nhiều, rất là dài luôn. Ở bên này mình có rất nhiều xe nè. Còn ở đây là đặc biệt là một lọ xe Coca. Đi các bạn mua hộ mình quá đi, rất là rẻ thôi. Nếu như là đồ chơi thì 500 nghìn một cái. Wow. Còn đồ ăn thì chỉ có 50 nghìn một cái thôi. Wow. Yeah. Ai mua đồ chơi không? Ai mua đồ ăn không? Ai mua đồ chơi không? Ai mua đồ ăn không? Người nhện mua được rất nhiều thứ các bạn nhé. Thế bác đã trả tiền đâu mà đòi ăn là người nhện ơi. Con cứ nhặt vào đây. Rồi bác ơi, đây là thành rau câu chè xanh, bác có lấy không? Còn đây là thành rau câu. Con nói rồi còn gì? Vị chuối, bác cứ lấy đi. Wow, bác người nhện này nghe chừng ăn nhiều thế. Lấy bao nhiêu là thứ ra nhỉ? Con lấy cái này không? Đã đầy làn chưa người nhện ơi? Thế bác còn lấy cái gì không? Rồi, Ngọc Ruby còn mua gì nữa không? Rồi bác ơi, đây là mua đồ ăn xong chưa? Vậy thì tôi cũng thấy là sắp đến Trung Thu rồi. Bác mua đèn lồng về chơi nhá. Ở đây tôi cái này luôn ạ. Wow, bác đấy, Ngọc nghe chừng tiết kiệm thế nhỉ? Mua mỗi cái đèn lồng ấy thôi à? À kia có đèn lồng Doraemon kìa. Bác có lấy không? Tôi bật lên cho bác xem luôn. Đây, cái này đi vào buổi tối.
Tính lên của bác tổng cộng là 80.000. Đây, tôi là bác. Cảm ơn bác nha. Đây, của bác đây. Wow. Bây giờ tôi bóc ra tôi ăn nhá. Đây, đừng nói sao của bác này. Cảm ơn. Bác ai mua hàng của tôi không? Rồi đấy bác. Để tôi đếm tiền xem đủ chưa nha. 3 đồng đúng không? Rồi 20.000 này cộng với 50.000 là 70.000. 70.000 cộng với 10.000 wow. là 80.000. Rồi đủ rồi, cảm ơn bác nhiều nhá. Đây đợi bác tôi lấy một cái ăn luôn. Ôi, tôi nhìn cũng thèm quá. Bác Băng ơi, bác bán cho tôi ít đồ nào. Rồi, bác chọn tôi thích ăn thạch rau câu trà xanh nào. Bán cho tôi cái thạch rau câu trà xanh nhá. Wow, các bạn ơi, đây là thạch rau câu trà xanh này. Một cái này thì bao nhiêu tiền này hả bác? Vâng, một cái đấy chỉ có 10.000 thôi, rẻ lắm. Ui, đắt thế, 10.000 mà rẻ bác. Này các bạn ơi, thạch rau câu màu trà xanh này. Đấy, thì tiện đây tôi giới thiệu luôn cái cửa hàng của bác Băng này. Đây là một cái thạch màu trắng này, đúng không? Nha Nam. Nha Nam, còn cái này là thạch ba màu này các bạn nhá. Đấy, cửa hàng bác Băng bán rất là nhiều thứ các bạn ạ. Đây là thạch thạch rau câu là vị vị này là vị dưa. Đấy, còn đây cũng là thạch rau câu này của bác này, này bác là chuyên bán thạch rau câu. Đúng không? Con này thì rau câu dâu rất là ngon luôn. Thế còn cái bác Ngọc Subi mua nhiều thứ đâu rồi nhỉ? À đây bác Ngọc Subi đây. Có ngon không bác Ngọc Subi? À có ngon à. Đấy các bạn ơi, nếu bạn nào thấy cửa hàng của Thanh Băng nhiều đồ ngon thì các bạn hãy cho một like nhá. Đăng ký thành viên và chia sẻ video để xem nhiều video hay hơn của Thanh Băng nhé các bạn nhé. Thế và video của Thanh Băng đến đây là kết thúc rồi. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Thanh Băng chào các bạn nha. Mua bút Thanh Băng với. Bé nàng thiên cá. Bơi. Có thích bé nàng thiên cá không? Mẹ có mua không? Mẹ có. Mua cho con một con. Con thích màu gì nhở? Ở đây có rất nhiều búp bê nàng thiên cá này. Đấy. Em chỉ có màu tím thôi, màu xanh thôi. Thôi con đừng ngậm. Màu tím với màu xanh nhở? Thế con thích màu nào thì con lấy. Để con xem đấy nhá. Ừ. Con lấy màu tím. Lấy màu tím hả? Màu xanh nhìn cũng đẹp đúng không? Con thích màu tím. Hay là màu xanh sáng hơn nhỉ? Ừ, màu xanh. Con lấy một búp bê nàng thiên cá cũng được, màu xanh nhá. Rồi con lấy một cái búp bê đấy đi nhá. Có búp bê con để trả tiền bà đã. Con hỏi bà bên này có bảo quản bao nhiêu tiền một con này hả?